Xin chào phụ huynh và cùng các em. Nay thầy sẽ quay lại sách giáo khoa cho lớp 1. Hôm nay chúng ta sẽ học cái bài 13, 14 và 15. Rồi. Như vậy đây là một chục 10, một chục là 10 nha. Một chục hay còn gọi là 10. Với 1 2 3 nữa là 10. Nên đây là 10 này. Đây là 3 này, 13 nha. 13. Đúng vậy, chục này. Một chục nó tương ứng, một chục nó sẽ tương ứng với 10 nha. Một chục sẽ tương ứng với 10. Với 3 cái nữa là 13. Thế này tương tự cũng vậy. Một chục tương ứng với bằng 10. Với 1 2 3 4 nữa là 10, với 4 là 10 bóng. 10 bóng. Rồi, tương tự cái này cũng vậy. Một chục với lại bao nhiêu, 1 2 3 4 5 là 10 bóng này. Một chục là tương ứng với 10. 10 với 4, 10 với 5 là 15. Vậy thôi. Rồi. Bài số 1 viết 10. 10 là 10. Số 10. 10 với 1, 10 này, với 1 là 11. 11. 10 số 2 12. 10 với lại số 3 là 13. 10 với 4, 10 với số 4 là 14. 10 1 5 là 10 5. 15 đúng không? Rồi, bên này gì? 10 này, 11 tiếp theo này. 12, 13, 14, 15. Cái này là gì? 15 ở đây xuống 10 là gì? 14, gió dần. 13, 12, 11. Rồi bài tiếp theo. Điền số thật vào ô trống. Ta đếm bao nhiêu đây? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Bao nhiêu đây? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Rồi. Người ta họ đếm con hươu cao cổ là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 con. Rồi. Bây giờ mình đếm thử bao nhiêu con vịt nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15. Bao nhiêu con thỏ này? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14. Bao nhiêu con bò đây? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12. Rồi. Tương tự đây bài tỉ số. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Rồi bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Xin chào các em nhé. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận những bài học mới ha. Xin chào các em.